Lưu ý trước khi xem, đây là video tiểu thuyết ghép át, vì chuyện tranh ra quá lâu, cứ đà này phải gần 10 năm nữa mới hết chuyện nên mình làm bộ này để anh em được trải nghiệm chuyện nhanh hơn. Video sẽ tập trung vào tâm lý nhân vật, phân tích cốt truyện nhưng hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Chúc anh em xem video vui vẻ, hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Quả nhiên dị tượng thần thể của hắn vừa ra, cử dương chân khí kia ở dưới bạch sắc quang mang này chiếu rọi, dần dần tản mát ra, chuyển hóa làm lực lượng tinh khiết nhất, hướng bốn phía khuếch tán mà đi một kết quả này lại để cho lý vân tiêu vui mừng quá đỗi đồng thời cũng là hoảng sợ tột đỉnh thân thể này của hắn chính là hậu thiên truyền thừa mà đến vốn là so với lạc vân thường mộng bạch đám người trời sinh thần thể này vẫn kém hơn rất nhiều nhưng loại thần thể dị tượng này lại có thể tinh lọc toàn bộ lực lượng biến dị quả thực chính là khắc tinh tất cả thần thể minh nguyệt thần thể truyền thừa này đến tột cùng là người nào sáng tạo ra đến trên lịch sử đại lục từng có nhân vật kinh tài tuyệt diễm như thế ghi lại à luyện thể thuật xuất hiện trên đại lục cũng là tại thời đại đủ loại thần thể trời sinh phát huy ra uy lực cực lớn đám võ giả hậu thiên kia vì có thể đạt tới cảnh giới tương đồng lúc này mới không ngừng khai thác ra các loại công pháp thể thuật công pháp thông qua đối với thân thể đủ loại tu luyện hy vọng có thể đạt tới hiệu quả đồng dạng với thần thể trong đó một số người nổi bật thật là làm được thậm chí tu luyện tới siêu việt thần thể tồn tại do đó khai sáng ra võ đạo hoàn toàn mới phách thiên luyện thể quyết là được tụ tập những thể thuật với đại thành này tồn tại tu luyện tới cảnh giới đỉnh phong bất diệt kim thân đủ để quyền phá hư không chân toái đại địa đem thiên địa quy tắc hoàn toàn dung nhập ở trong thân thể áp chế bất cứ loại thần thể nào Minh Nguyệt thần thể này truyền thừa cũng hẳn là kết quả của thời đại đó, chỉ là bởi vì người có thể đạt được truyền thừa thật sự quá ít, lúc này mới bao phủ ở trong lịch sử. Lý Vân Tiêu thì thảo phân tích, nói, nhị thập tứ kiều Minh Nguyệt dạ này chỉ là phát đến tác dụng tinh lọc dị lực, so với bất diệt kim thân vẫn là trên lịch thật xa. Bất diệt kim thân đó là dung nhập thiên địa quy tắc, áp chế hết thảy lực lượng tồn tại. Đột nhiên hắn lại cảm giác mình quá mức tham lam, một điểm trả giá đều không có, vô duyên vô cớ đạt được chỗ tốt như vậy còn không biết điểm dừng nhưng nghĩ lại một lần, đây chính là 2 tỷ trung phẩm nguyên thạch đánh bạc được, cũng không thể xem như là hoàn toàn không có trả giá. Thu liễm các loại tâm thần, bắt đầu tiếp tục tinh lọc cửu dương chân khí, bạch sắc quang mang bao phủ ở trên thân thể Lạc Vân Thường, biểu lộ thống khổ kia của nàng mới dần dần cởi bỏ, hóa thành một mảnh an tường. Cửu dương chân khí kia tuy rằng bị tinh lọc, nhưng lực lượng thuần túy vẫn là tồn tại, hơn nữa chảy ra không ngừng, dĩ nhiên cùng với minh nguyệt chi quang kia dần dần dung hợp được. Trong cả sơn động hào quang biến thành màu đỏ nhạt, tại quanh thân hai người mờ mịt mà lên biến hóa như thế làm cho Lý Vân Tiêu cũng thập phần kinh ngạc, không có suy nghĩ gì được. Tuy rằng hắn là tuyệt thế vũ đế, sự tình trên đời hắn không biết xác thực không nhiều lắm, nhưng thần thể dù sao cũng là trong vạn không tồn tại được một, chưa có tiếp xúc qua cũng đã rất ít có lý giải. Giờ phút này cũng không biết phát sinh biến hóa gì, chỉ là cảm thấy hai chủng lực lượng này dung hợp với nhau, tựa hồ ảnh hưởng đến biến hóa thân thể của mình, lực lượng đang không ngừng tăng cường. Chỉ cần vân thường không có việc gì là tốt hắn bình yên ngồi xuống bắt đầu ở bên trong loại lực lượng này tu luyện nguyên khí trong cơ thể lưu chuyển so với lúc trước chỉ hấp thu cửu dương chân khí còn muốn nhanh mạnh hơn cũng không biết qua bao lâu là phân thường rốt cục dần dần chuyển tỉnh lại nàng kinh ngạc liếc mắt nhìn bốn phía lập tức nhớ tới là chuyện gì xảy ra nhìn thấy lý vân tiêu trước mắt tựa hồ tiến vào một loại trạng thái thần kỳ mà thân thể của mình cũng có được cảm giác kỳ dị nàng nội thị tu vị một phen lập tức đã giật mình thiếu chút nữa nhịn không được hét ầm lên Loại cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng này, dưới nhất cử nhất động đều giống như có lực lượng cực lớn trong người bắt đầu khởi động lao nhanh. Cổ lực lượng này, nàng rốt cục vững tin mình đã bước vào lục hợp vũ tông chi cảnh không thể nghi ngờ. Người nọ đến cùng cho ta ăn là cái gì? Hình như là huyết dịch nào đó, dĩ nhiên khiến cho ta vượt qua tu vi lớn như thế, hắn đến cùng muốn làm gì? Là vân thường vạn phần khó hiểu, nàng liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu vẫn đang nhập định như cũ, trong lòng dâng lên một hồi cảm giác ngọt ngào giờ này khác này ở dưới loại không khí kỳ dị này cả thiên địa thế giới này cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ ngồi tương đối lẫn nhau như vậy cũng chỉ còn lại có là lần đầu tiên nhìn đối phương khoảng cách gần như vậy thưởng thức mỗi một góc cạnh trên mặt hắn thậm chí có chút si ngốc cổ phi dương đại nhân là phân thường nhẹ nhàng hô hào trong nội tâm nàng nguyện ý vĩnh viễn lẳng lặng ngồi xuống như vậy vĩnh viễn trở thành một con chim nhỏ nép vào bên cạnh hắn lại để cho thời gian ngừng lại tại thời khắc này đột nhiên lý vân tiêu dương đôi mắt một đạo thần mang như vụ như điện ở dưới hào khí yên lặng này hiện lên dọa cho lạc vân thường nhảy dựng từ trong hào khí tương tư này giật mình tỉnh táo lại trên mặt xấu hổ một mảnh đỏ bừng lý vân tiêu mỉm cười nói ngươi không có việc gì chứ lạc vân thường không dám nhìn ánh mắt của hắn cúi đầu nhẹ nhàng gật vài cái nhỏ giọng ưng một tiếng lý vân tiêu nhìn biểu lộ của nàng há lại không biết tâm tư của nàng cười khổ nói bây giờ không phải là thời điểm nghĩ ngợi lung tung nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ đem thần thể chi lực phóng thích ra hiện tại minh nguyệt thần thể của ta cùng cửu dương thần thể của ngươi tựa hồ sinh ra biến hóa kỳ lạ nào đó ngươi không có phát giác được giờ phút này bốn phía lực lượng cực kỳ quái dị sao lạc vân thường lúc này mới đem thần thức buông ra rất nhanh cảm nhận được cổ lực lượng kỳ dị này đến thân thể của mình ở dưới loại lực lượng này không chỉ có hết sức thoải mái hơn nữa được ích lợi vô cùng lý vân tiêu kinh ngạc nói ngươi đều không có phát giác được trên mặt lạc vân thường càng trở nên hồng đậm hơn cúi đầu trong mắt tất cả đều là vẻ u oán nội tâm thầm nói còn không phải đều là vì nhìn ngươi lý vân tiêu nói đây là hai loại thần thể chi lực ở dưới cơ duyên xảo hợp phát sinh dung hợp cũng không biết có thể duy trì bao lâu lần sau tái xuất hiện loại tình huống này cũng không biết là khi nào nữa thừa lúc hiện tại tranh thủ thời gian tu luyện một phút đồng hồ có thể so với một ngày bình thường lạc vân thường khay khẽ cắn cắn bờ môi cũng bắt đầu ngồi xếp bằng xuống tu luyện nhưng thẳng đến thật lâu mới nhập định tiến vào loại trạng thái kỳ diệu này hai người cứ như vậy mà đối mặt ngồi khí tức trên người không ngừng dũng mãnh tiến ra dung hợp lẫn nhau tại thời khắc này không chỉ có là khí tức tựa hồ tâm linh cũng dần dần thông suốt với nhau thân vô thải phượng song phi dực tâm hữu linh tê nhất điểm thông tại nháy mắt tâm linh tiếp xúc cùng một chỗ với nhau trong nội tâm hai người đồng thời thoáng run rẩy một phát lập tức từ trong loại kỳ dị này tỉnh táo lại mà thân thể chi lực quanh thân cũng chịu ảnh hưởng rốt cuộc không cách nào ổn định lại dần dần bắt đầu bài xích lẫn nhau lý vân tiêu thầm kêu một tiếng đáng tiếc loại trạng thái này tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu đối với hai người đều có chỗ tốt lớn lao mới một chút thời gian ngắn như vậy lạc vân thường cũng đã đạt tới nhất tinh vũ tông đỉnh phong mà chính hắn cũng bước vào cửu tinh võ vương chi cảnh lần sau còn có loại cơ hội này sẽ không biết là sự tình năm nào tháng nào đúng thực xin lỗi lạc vân thường nhìn biểu lộ tiếc hận trên mặt lý vân tiêu một cái cảm giác giống như mình phạm sai lầm lớn nào đó tựa như con thỏ nhỏ bị chấn kinh vội vàng nói xin lỗi lý vân tiêu sững sờ thoáng một phát lập tức cười nói cái gì mà xin lỗi cơ duyên đã qua bỏ đi cùng với ngươi không có quan hệ gì lạc vân thường khẽ dạ một tiếng đỏ mặt nàng không dám nhìn vào mắt lý vân tiêu trong lòng như có hư chạy vụng trộm nhìn một cái chỉ thấy lý vân tiêu đang nhìn nàng mỉm cười đầu óc ông thoáng một phát có chút trống rỗng vân thường ngươi không sao chớ lý vân tiêu lộ ra vẻ cổ quái vân tiêu đại nhân vân thường hy vọng có thể vĩnh viễn hầu hạ ở bên cạnh vân tiêu đại nhân hai mắt lạc vân thường có chút mê ly nàng cũng không biết mình từ nơi nào có được dũng khí dĩ nhiên nói ra một câu xuất phát từ nội tâm như vậy lý vân tiêu đã giật mình xấu hổ ho khan vài tiếng nói ụ ụ ta ta chỉ là hấp thu một chút cửu dương chân khí của ngươi mà thôi có chấm mút được gì ngươi đâu ngươi, ngươi sẽ không cần lừa gạt ta chứ. Lạc Vân Thường lập tức từ trong loại trạng thái mê ly này phục hồi tinh thần lại, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt phát tím, vội vàng nói, không, không phải như vậy. Lý Vân Tiêu giả bộ như thở phào một hơi, nói, không phải là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian rồi, ngươi bây giờ trong cơ thể không có gì khác thường. Lạc Vân Thường trong nội tâm hiện lên một tia thất lạc, không đếm xỉa tới kiểm tra thân thể thoáng một phát, nói, ta rất khỏe, không có chút nào không đúng hơn nữa trong cơ thể cổ lực lượng này tựa hồ cường đại hơn xa so với nhất tinh vũ tông lý vân tiêu cười nói đó là tự nhiên cử dương chân pháp chính là thiên hạ nhất đẳng thần công năm đó cố thanh thanh bằng vào môn công pháp này dùng sức một mình đem yêu tộc trấn áp ở dưới ngũ hà sơn càng là truyền thuyết bước vào thập phương thần cảnh ngươi cũng phải nỗ lực tương lai thành tựu cũng không ở dưới nàng lạc vân thường chăm chú gật gật đầu cái gì bước vào thập phương thần cảnh theo nàng thấy cũng không phải trọng yếu như vậy quan trọng là chỉ cần mình trên con đường này đi thẳng xuống dưới, liền có thể vĩnh viễn cùng người trước mắt này ở cùng một chỗ. Hai người trước sau ra khỏi dưới thần bi, bên ngoài Đinh Linh Nhi lập tức phát giác được. Vân Thường tỉ tỉ, ngươi không sao chớ. Đinh Linh Nhi nhìn thấy bộ dáng của Lạc Vân Thường, lộ ra vẻ khiếp sợ, nói, tỉ tỉ ngươi, bước vào vũ tông. Lạc Vân Thường có chút gật gật đầu, ánh mắt lại vụng trộm nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Đinh Linh Nhi trong nội tâm trầm xuống, chỉ cảm thấy giữa hai người giống như mang đến cho nàng một loại cảm giác khó nói lên lời, nữ nhân chi giác nói cho nàng biết có gì đó không đúng nội tâm không khỏi bắt đầu khó chịu nhưng vẫn như cũ miễn cưỡng cười nói vậy chúc mừng tỷ tỷ lạc vân thường tựa hồ cũng ý thức được chính mình có chút không đúng tựa hồ còn đắm chìm ở trong một chút cảm giác tâm hữu linh tê vừa rồi trên mặt hơi đỏ lên khôi phục bình thường nói linh nhi muội muội chớ giễu cợt ta so với muội muội mà nói ta còn kém xa lắm đi linh nhi cười nói như thế nào nói vậy tỷ tỷ đó là thần thể trời sinh tương lai nhất định muốn trở thành tồn tại đỉnh phong ở trên cái đại lục này Nàng sau khi nói xong lời này, trái tim mình ngược lại chìm xuống, rốt cục minh bạch khó chịu ở chỗ nào? Nguyên lai hai người bọn họ đều là thần thể chi thân, Vân Tiêu tự nhiên không cần phải nói, tương lai chỉ biết so với Cổ Phi Dương còn cường đại hơn, bước vào thần cảnh cũng ở trong tầm tay, mà Lạc Vân Thường thân là Cửu Dương thần thể, loại thể chất này ở trong lịch sử ghi lại không có ai không phải là tồn tại hùng bá một thời đại, còn chính mình thì sao, cũng chỉ là một giới thương nữ, chính là không có thiên phú tuyệt cường, cũng không có thần thể bá đạo, chỉ là tài nguyên tu luyện muốn mạnh hơn một ít mà thôi nói đến tài nguyên tu luyện lạc vân thường càng là đệ tử thần tiêu cung tài nguyên tu luyện cũng hơn xa chính mình nàng càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở cảm giác mình giống như muốn theo không kịp bộ pháp của bọn hắn chỉ cảm thấy lý vân tiêu cùng lạc vân thường hai người càng chạy càng xa sẽ làm cho nàng rốt cuộc đuổi không kịp không được nhất định không thể như vậy ta nhất định phải cố gắng gấp đôi đuổi kịp bộ pháp của vân tiêu đại nhân đinh linh nhi âm thầm động viên cho mình trên mặt lộ ra vẻ cứng cỏi lý vân tiêu quái dị nói linh nhi ngươi làm sao vậy đinh linh nhi đỏ mặt lên nói không có đúng các ngươi đều tu luyện 7 ngày rồi trong lúc này bân kiệt đội trưởng mấy lần tới tìm ngươi đều bị ta ngăn lại đi nghe nói lần trước mộc vô đội trưởng đuổi theo vũ tiên sinh sau đó liền không có trở về cái gì lý vân tiêu cả kinh mộc vô kia tuy rằng vừa tấn chức nhị tinh võ tôn nhưng bản thân hắn chính là kẻ điên đồng dạng chiến đấu cuồng chiến lược chính thức coi như là tam tinh võ tôn cũng chưa chắc áp trụ được hắn đơn độc xông vào khô lâu dòng binh đoàn cho dù không địch lại ít nhất toàn thân trở ra hẳn là không có vấn đề chẳng lẽ phát sinh biến cố gì rồi Hắn ngưng âm thanh hỏi, Trầm Ly bên kia như thế nào? Đinh Linh Nhi nói, ta cũng để Chu Tường đặc biệt chú ý xuống, trong khoảng thời gian này giống như có không ít cao thủ lẻn vào Thiên Nhất Các, trong đó có mấy kẻ thực lực mạnh, ngay cả Thiên Nhất Các cũng không dám điều tra, ta hoài nghi khẳng định có Thiên Nhất Các võ tôn đến, hơn nữa còn có một chút người thần bí vào thành, theo ta phân tích vô cùng có khả năng là cao thủ tứ cực môn. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra một vòng vui vẻ, nói, đừng kiếp bị bắt, tất cả mọi người đều biết rõ, tứ cực môn không tức giận mới là lạ chứ. Hồ chi vẫn là sự tình liên quan tới thuyền thược khô lâu dòng binh đoàn còn có vũ tiên sinh ta ngược lại muốn xem các ngươi cường đại cỡ nào có thể chống đỡ được thiên nhất các cùng tứ cực môn trùng kích hay không muốn thuyền thược cũng không phải là đơn giản như vậy đinh linh nhi lộ ra vẻ nghi hoặc nói vân tiêu nếu như thuyền thực thực ở trên người đường kiếp mà nói vậy hắn không ngoan ngoãn đợi ở tổng bộ chạy đến khinh ca lâm địa làm cái gì ánh mắt lý vân tiêu trầm tĩnh lại nói cái này cũng chính là vấn đề ta muốn biết rõ ràng các ngươi ở lại căn cứ để bắt đội không được rời khỏi ta phải đi xem khô lâu dòng binh đoàn một chuyến nhìn xem hai nàng ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng hắn khẽ cười nói đừng quên ta có giới thần bi sự tình có nguy hiểm đi nữa trốn vào đi là được trừ phi bọn hắn có loại trình độ như vi thanh cùng diêu kim lương có thể phá vỡ thế giới chi lực nếu không ai có thể làm khó dễ được ta hắn không có cùng mấy người bân kiệt gặp mặt trực tiếp ly khai phòng tu luyện liên hóa thành một đạo quang mang hướng thành nam mà đi cả khinh ca lâm địa thập phần to lớn trong thành phi hành thời gian một né nhang mới tiến vào địa bàn khô lâu dòng binh đoàn mỗi ngày mỗi giờ trên bầu trời đều có đại lượng võ giả bay tới bay lui cho nên động tác của hắn cũng không có khiến cho bao nhiều người chú ý cả khinh ca lâm địa tuy rằng đều là địa phương cuồng đồ cùng bạo đồ tụ tập nhưng ở dưới thế lực bất đồng quản hạt vẫn có bất đồng thật lớn ở bên trong thành nam này ngoại trừ nhân loại ra hắn lại vẫn chứng kiến một ít chủng tộc kỳ dị ở trong một góc không ngờ bay quầy bán hàng dĩ nhiên là một chương ngư nhân tám cánh tay Tên trương ngư nhân kia tựa hồ cũng phát hiện lý vân tiêu đang nhìn về phía hắn, lộ ra thần sắc không hài lòng, khẽ nói: hiếm thấy vô cùng, lại nhìn có tin ta móc con mắt của ngươi ra hay không? Lý vân tiêu cười khổ một tiếng, đi ra phía trước, ở trên quầy hàng kia nhặt lên một quả chân trâu đặt ở dưới ánh mặt trời điều tra. Đồng tử có chút có rúm người lại, nói: viên chân trâu này bao nhiêu tiền? Vị trí của trương ngư nhân kia cực kỳ vắng vẻ, cũng không thấy được lại để cho Lý Vân Tiêu phát hiện nguyên nhân của hắn, cũng là bởi vì viên trân châu bên trên quầy hàng này mang đến cho hắn một loại cảm giác kỳ dị, hấp dẫn hắn đi qua. Trân châu, Trương Ngư Nhân lộ ra vẻ cười lạnh, nói: "Ngươi thực cho rằng nó là trân châu, là ngươi ngốc hay là ngươi coi ta ngốc?" Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động, nói: "Vậy xin hỏi đây là loại hạt châu gì?" Lần này ngược lại đem Trương Ngư Nhân hỏi khó rồi, hắn nhíu mày trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Ta cũng không biết đây là cái hạt châu gì, nhưng tuyệt đối không phải trân châu là được." nếu là ngươi có thể nói ra lai lịch cùng công hiệu của hạt châu này ta có thể tiện nghi chút ít bán cho ngươi lý vân tiêu nội tâm một hồi cười lạnh nếu ta thực nói ra ngươi còn có thể bán cho ta mới kỳ quái hắn cũng buồn bực lắc lắc đầu nói ta cũng không biết là cái hạt châu gì chỉ là cho ta một loại cảm giác hết sức kỳ quái mà thôi hạt châu này bao nhiêu tiền ngươi bán trương ngư nhân hoài nghi liếc hắn một cái lúc này mới âm thanh lạnh lùng nói tóm lại cái hạt chậu này tuyệt sẽ không là phàm vật là đúng như vậy đi nhìn ngươi cũng là thực sự ưa thích một nghìn vạn trung phẩm nguyên thạch cầm lấy đi được con mẹ nó tên thần kinh một nghìn vạn ngươi tại sao không đi ăn cướp lý vân tiêu trực tiếp đem hạt châu hướng trên mặt đất quang ra đứng dậy muốn đi trên mặt tràn đầy thần sắc phẫn nộ ai ai chớ đi giá cả còn có thể thương lượng bạch tổ quái thấy hắn muốn đi lập tức gấp lập tức minh bạch mình mở giá thật có chút không hợp thói thường hắn cũng chỉ là muốn thăm dò trong lòng đối phương đến cùng hạt châu này giá trị bao nhiêu tiền dù sao hắn cũng không biết là vật gì bán hồi lâu đều không có thể bán đi trên đường cũng không ít người có hứng thú, nhưng cuối cùng đều không có thể thành giao. Hắn nhìn Lý Vân Tiêu dừng bước lại, vội hỏi, thứ này ngươi có phải thực ưa thích hay không? Như ngươi là thật tâm ưa thích mà nói, ngươi ra giá, ta cảm thấy được phù hợp liền bán. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu một hồi cười lạnh, loại tiểu siếc này cũng dám chơi ở trước mặt mình. Đột nhiên phía trước lò đảo chạy tới một nam tử, toàn thân sắc mặt tái nhợt, nhưng bộ dáng lớn lên thập phần tuấn lãng, chỉ là hai mắt tất cả đều là mắt đen thật sâu, tràn đầy vẻ hoảng sợ sau lưng mấy dòng binh bộ dáng hung thần ác sát đuổi tới một người trong đó đuổi khá nhanh chính là một cước đem nam tử kia phía trước đá ngã trên mặt đất trượt hơn 10 mét nằm ngay tại chỗ cách chỗ lý vân tiêu không xa trên mặt liên tục kêu rên cầu xin tha thứ mấy dòng binh kia rất nhanh đuổi theo một người trong đó hung ác nói đã nói ba ngày trước trả tiền vậy mà trốn đi cho rằng trang điểm vào chúng ta sẽ không nhận ra người ngươi chính là hóa thành cho chúng ta cũng nhận ra trên mặt đất nam tử kia kêu khóc nói ta thật không có trốn mà là bị một đại biến thái bắt đi cũng không có trang điểm, ta mấy ngày nay lọt vào cha tấn không thuộc con người mới biến thành bộ dạng này. Các ngươi tin tưởng ta, nợ tiền hai ngày nữa sẽ trả lại cho các ngươi. Cha tấn không thuộc con người, không trả tiền lão tử chính là cho ngươi xem xem cái gì mới thực sự là cha tấn không thuộc con người. Mấy người xông lên, mặc kệ nam tử cầu xin tha thứ như thế nào, chính là một hồi quyền đấm cước đá. Loại chuyện này mỗi ngày đều có, Lý Vân Tiêu cũng lười muốn xem đối với bạch tuộc quái kia rỗi ra ba ngón tay. 300 vạn, trương ngư nhân lộ ra vẻ cổ quái, kêu la nói ngươi lần này cũng chém vào quá ác. Thoáng một phát đã chém dụng 2 phần 3, như vậy đi, ta cũng không trả giá, một giá nói, 500 vạn nguyên thạch thành giao. Ta cũng là nhìn ngươi thiệt tình ưa thích mới bán, nếu như ngươi không phải thật tâm ưa thích, mặc cho ra bao nhiêu tiền ta cũng không bán. Không con mẹ ngươi à, Lý Vân Tiêu mắng, hải tộc đều là một ít người bản tính thuần phát, từ lúc nào chạy ra gian thương dối trá như ngươi. Ở trên mặt đất sinh sống lâu, cũng đi theo học cái xấu. Lão tử nói là ba vạn, nhiều một khối nguyên thạch ta cũng không cần nữa đột nhiên một đạo thanh âm quái dị từ nơi xa truyền đến khạc khạc cười nói ai ui bảo bối của ta ngươi như thế nào chạy trốn ngay sau đó nam tử bị quần ẩu kia trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ giống như nổi điên khóc hô lên giết ta đi các ngươi tranh thủ thời gian đánh chết ta đi ta chính là chết cũng không muốn rơi vào trong tay người kia vài tên dòng binh đoàn đều là nhướng mày vừa muốn xoay người sang chỗ khác đã cảm thấy một cổ hào quang hiện lên tất cả đều là trên cổ kịch liệt đau đớn thoáng một phát ngay sau đó đã mất đi trí giác đối với người khác nhìn thấy tình huống chính là một đạo quang mang hiện lên sau đó chuyển đến mấy thanh âm gãy cổ răng rắc sau đó vài tên dòng binh đoàn thân thể xa xa bay ra ngoài rơi ngã trên mặt đất sớm đã chết tuyệt tên nam tử còn lại kia khi trước bị quần ẩu hoảng sợ không ngừng lui về phía sau giống như chứng kiến bất thế ác ma vậy bảo bối của ta chẳng lẽ là ta có chỗ nào không khiến cho ngươi hài lòng sao vậy mà chạy khắp nơi đi ra vẫn là theo ta trở về tên nam tử mới xuất hiện này cầm trong tay một chiếc khăn lụa che miệng mà cười mười đầu móng tay dài bên trên sơn đầy màu đỏ trên mặt thoa son phấn môi hồng răng trắng mị nhãn như tơ bộ dáng mười phần nhân yêu nháy mắt tên nhân yêu kia xuất hiện lý vân tiêu lại là đồng tử hơi co lại nội tâm khiếp sợ yêu nhân kia khí thế tuy rằng che giấu vô cùng tốt nhưng vừa mới rồi lúc ra tay loại võ ý cường đại chấn động này vẫn để cho trong lòng của hắn cả kinh mà ngay cả bạch tuộc quái cũng là hai con ngươi co lại thành một tiểu cầu rất nhanh lại khôi phục lại kêu là nói ba vạn ngươi giết người à ngươi dứt khoát giết ta đi coi như là chân châu, một quả lớn như vậy cũng không chỉ ba vạn. Ta giết ngươi, ta giết ngươi, nam tử trên mặt đất kia không biết từ đâu tụ tập lại dũng khí xông lên, một quyền đem hết toàn lực hướng trên người nhân yêu đánh đến. Phía trên quyền phong kia phát ra hào quang hiền hách, người này dĩ nhiên là một gã Vũ tông. Ba, nhân yêu cười khẽ một cái, tay trái tiếp được một quyền của hắn, không ngừng dùng ngón tay trên nắm tay của hắn sờ tới sờ lui. Thương tiếc nói, bàn tay nhỏ bé kiều nộn cỡ này, dùng để vung nắm đấm rất đáng tiếc tay phải hắn cầm khăn mặt vung lên một đạo khí tức hồng nhạt bắn ra tên vũ tông nam tử kia lập tức dần dần mê ly lên trước khi ánh mắt mất đi hào quang đã lộ ra vẻ tuyệt vọng lý vân tiêu hừ lạnh nói ba vạn đã là giá cao nhất ta có thể đưa ra bán thì bán không bán thì cút ngay bạch tuộc quái cả giận nói đây là quầy hàng của ta ta cút đi đâu có lẽ nên cút đi là người mới phải ai nha chân châu thật xinh đẹp nha bạch tuộc ca ca bao nhiêu tiền nha đột nhiên chuyển đến thanh âm của yêu nhân kia chỉ thấy hắn nắm tay tên vũ tông cường giả kia nhẹ nhàng bước đi tới từ trên quầy hàng cầm lấy viên chân châu kia nhìn kỹ một hồi bạch tộc quái nuốt một ngụm nước miếng trong dạ dày một hồi quay cuồng mồ hôi lạnh đầm đìa nói 300 vạn trung phẩm nguyên thạch ai nha nhân yêu nhõng nhẽo cười nói xem tám cánh tay của ngươi một bộ dáng người thành thật ta thấy ngươi rõ ràng chính là bát khiếu linh lung tâm nha ai đáng tiếc nếu như là tám cái chân giữa bé nhỏ hẳn càng tốt hơn Ôi, Lý Vân Tiêu vừa nghĩ tới tám cái chân nhỏ, cũng nhịn không được nữa, trong dạ dày đồ ăn lập tức xông lên, trực tiếp ở trước quầy hàng nôn mửa liên tục. Nhân yêu lúc này mới nhìn Lý Vân Tiêu một cái, đột nhiên con mắt ngơ ngẩn, phát ra ánh sáng lập lòe, trên mặt xuân sắc càng phát ra sáng lên. Bạch tộc quái cũng toàn thân run rẩy thoáng một phát, vội vàng từ trong tay nhân yêu đoạt lại hạt châu, cả giận nói, mua thì mua, không mua liền cút nhanh lên. Lý Vân Tiêu vỗ ngực một cái, ổn định cảm xúc, sắc mặt đều có chút trắng bệch, nói, 300 vạn thì 300 vạn, ta mua, mau mau đem chân châu cho ta hắn chỉ cảm thấy một khắc cũng nhịn không được nữa ở bên cạnh yêu nhân kia thêm một giây đồng hồ đều cảm thấy muốn sụp đổ bạch tuộc quái cũng là tâm tư đồng dạng đem hạt châu đưa tới ba nhân yêu rất nhanh vô cùng đem tay của bạch tuộc quái bắt tới trong tay nhõng nhẽo cười nói ba trăm vạn ta cũng mua bạch tuộc quái chỉ cảm thấy tay đối phương không chỉ có bắt lấy chân châu vẫn còn ở trên tay hắn sờ tới sờ lui lập tức nổi ra gà à nhầm nổi ra bạch tuộc tại trên thân thể vội vàng đem tay rút về nói tranh thủ thời gian trả tiền trả tiền mau ta còn kết thúc công việc hắn đem cái tay bị tên nhân yêu kia sờ dơ lên cao cao hận không thể đem cánh tay này chém bỏ rũi ra một cái tay khác đưa ra thu tiền tựa hồ nghĩ đến cái gì hắn biến sắc đem cái tay kia cũng thu hồi lại chỉ trên mặt đất nói đem tiền để xuống đất là được lý vân tiêu tiến lên một bước cả giận nói ta xiên ngươi bạch tuộc đầu chẳng lẽ không có thứ tự đến trước và sau sao bạch tuộc quái liếc nhìn hắn một cái bĩu môi nói cục cứt hạt châu ngay ở đó có bản lĩnh chính ngươi cầm lấy đi yêu nhân kia lấy ra một túi chữ vật đổ ra 300 vạn trung phẩm nguyên thạch sau đó đối với lý vân tiêu cười nói tiểu đệ đệ đừng nóng vội viên đông hải nguyệt minh châu này tuy rằng chân quý nhưng bởi vì cái gọi là bảo kiếm tặng anh hùng phấn hồng tặng gia nhân ca ca ta mua được chính là muốn đưa cho tiểu đệ đệ cái gì đây là đông hải nguyệt minh châu bạch tục quái lập tức sắc mặt thay đổi kinh hãi mở to hai mắt đông hải nguyệt minh châu chính là hải tộc Chí bảo chính là đông hải giao nhân nhất tộc thánh nữ vào lúc rơi lệ mới có thể ngưng tụ mà thành hạt châu tương truyền là vật thuần khiết nhất trên thế gian có thể tinh lọc hết thảy năng lượng xấu giá trị khó có thể đánh giá được trên đời truyền lưu một câu thuyết pháp như vậy thương hải nguyệt minh châu hữu lệ lam điền nhật noãn ngọc sinh yên nói chính là hai loại trí bảo đại tinh khiết nhất thế gian đông hải nguyệt minh châu cùng lam điền noãn tâm ngọc hai kiện bảo bối này không những có thể tinh lọc thế gian các loại lực lượng hơn nữa nếu là đeo ở trên người mà nói có thể chống cự tâm ma xâm lấn dự phòng các loại tình huống tẩu hỏa nhập ma trong khi tu luyện vạn kim khó cầu Bạch Tộc Quái giờ phút này triệt để phát mộng, nếu thật là Đông Hải Nguyệt Minh Châu, đừng nói 300 vạn, coi như là 30 tỷ cũng mua không được. Oẹ, Lý Vân Tiêu cưỡng ép đem đồ ăn trong dạ dày đè xuống, sắc mặt một hồi trắng bệch. Hắn cũng không nghĩ ra đối phương vậy mà nhận ra Đông Hải Nguyệt Minh Châu này. Hắn cũng là bởi vì duyên cớ thần thể, lúc này mới có một tia cảm ứng, nếu không tuyệt đối không thể ở bên trong một đống tạp hóa này lấy ra một viên hạt châu như thế được. Nhân yêu vươn tay ra, hạt châu đã nằm ở trong lòng bàn tay hắn, đưa cho Lý Vân Tiêu nói, "Tiểu đệ đệ, cầm đi đi." ca ca đối với người mới quen đã thân đây liền xem như là lễ gặp mặt cánh tay kia xanh miết như ngọc thật giống như cánh tay nữ tử bình thường ngả vào trước mặt lý vân tiêu lý vân tiêu đã giật mình vội vàng nhảy ra hơn 10 mét xa xa chỉ vào hắn nói ngươi ngươi đem hạt trâu để xuống đất là được sau đó thối lui 100 trăm mét ta tự mình cầm lấy đột nhiên một cổ lực lượng vèn vẹn bạo phát đi ra khi thế trên người bạch tuộc quái lập tức vọt tới đỉnh điểm một tay đã hướng hạt trâu kia chụp tới bảy cánh tay khác cũng không có rảnh rỗi một cái đem quầy hàng trên mặt đất xoáy lên hai cánh tay nhất khởi quyết ấn từng đạo kim quang chán phóng ra còn có trên hai cánh tay hào quang chớp động phân biệt hiện ra lưỡng thanh trường kiếm hai cánh tay cuối cùng một quyền một trưởng đã hướng phía nhân yêu đánh đến ngay sau khi xác định hạt châu này chính là đông hải nguyệt minh châu hắn lập tức đổi ý đông hải nguyệt minh châu đối với bọn họ hải tộc mà nói không chỉ là trí bảo có thể cho tu luyện làm nhiều công ít nhưng lại có một tầng ý nghĩa thập phần trọng yếu căn bản không có hải tộc sẽ đem loại vật này bán đi nhân yêu trong mắt nhẹ nhàng nghiêng ở một bên nhìn chăm chú lên bạch tuộc quái cười lành lạnh nói quái vật xấu xí tám cánh tay lại dám quấy rầy ta cùng tiểu đệ đệ lần thứ nhất gặp mặt thật là đáng ghét nói tới vươn ra cánh tay nhẹ nhàng nắm chặt đem hạt châu bảo hộ tại lòng bàn tay một quyền trực tiếp hướng bên cạnh thân vung đi bạch tổ quái oanh ra một quyền nhất trương chi lực dĩ nhiên lập tức bị phá khai mở chỉ cảm thấy quyền phong của đối phương hóa giải hết thảy lực lượng của hắn hướng trái tim của mình đánh tới chi hắn hoảng hốt hít một hơi lạnh hai thanh bảo kiếm đột nhiên chém xuống trong hai cánh tay nặn ra quyết ấn cũng theo đó đánh xuống thân thể của hắn tại thời khắc này cũng đột nhiên tăng vọt gấp đôi có thừa trở nên bắt đầu cực lớn trên người khí tức ở trên con đường mở ra dĩ nhiên là võ hoàng đỉnh phong phanh người trên con đường này tất cả đều giật mình đem ánh mắt quang tới chỉ thấy bạch tuộc quái trước kia thần sắc hung dữ đột nhiên đã ngốc trệ hai con ngươi thoáng cái tựa như chầm chậm tan rã ra thân thể hắn vừa mới bành trướng trong lúc đó tựa như hết hơi dần dần uể oải xuống mà sau cánh tay oanh ra kia tại thời khắc này liên tiếp nổ bung bắn ra bao quanh huyết vụ tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc chỉ thấy quyền đầu của nhân yêu đã cắm vào bên trong trái tim của bạch tổ quái bàn tay xinh đẹp xanh lục như ngọc kia trên đó không ngừng có máu tươi nhỏ ra bọn hắn cảm giác không thấy thực lực của nhân yêu nhưng là vừa rồi bạch tổ quái lập tức tuôn ra đến lực lượng chấn nhiếp tâm linh mỗi một người tuyệt đối là võ hoàng đỉnh phong không thể nghi ngờ như vậy tồn tại có thể làm cho võ hoàng đỉnh phong ở dưới một chiều chết đi người ở xung quanh vốn là đều tới xem náo nhiệt hoặc là không có việc gì như cũ phối hợp làm việc giờ phút này đều là toàn thân phát lạnh lên vội vàng nhao nhao dịch chuyển khỏi vị trí tận lực rời xa yêu nhân kia lý vân tiêu cũng là mồ hôi lạnh chảy xuống thầm nghĩ trong lòng xong đời rồi yêu nhân kia dĩ nhiên là bát hoang cảnh võ tôn chính mình vừa rồi trực tiếp ra 300 vạn nguyên thạch đem hạt châu mua xuống hẳn là tốt rồi vì ham chút nguyên thạch này lần này không chỉ có hạt châu nguy hiểm làm không tốt còn cúc hoa cũng không giữ được kiểu này nát lỗ đứt rồi hắn nhìn xem bộ dáng yêu nhân kia dùng đầu lưỡi liếm môi chỉ cảm giác chỗ cúc hoa của mình một hồi lạnh lẽo May mắn hảo ca ca ta phản ứng kịp thời, nếu không hạt châu này đã bị máu của tên bạch tuộc quái xấu xí này làm bẩn rồi. Nhân yêu nhõng nhẽo cười đi tới, vươn tay, viên nguyệt minh châu kia còn sáng loáng nằm ở trong lòng bàn tay, cười nói, tiểu đệ đệ, mau tới đây cầm. Ọt ọt, Lý Vân Tiêu nuốt một ngụm nước miếng, không ngừng lui về phía sau, ít hầu khô khốc một hồi chát chát nói, ngươi để xuống đất đi. Nhân yêu cười hì hì bắt đầu, nói, đừng sợ mà, ca ca rất muốn cùng ngươi uống chút rượu với nhau, tâm sự đây này. Lý Vân Tiêu xoa xoa đổ mồ hôi, nói, ngươi không phải đã có một đệ đệ ấy ư hơn nữa ta còn bề bộn nhiều việc ngươi buông hạt châu sau khi ta lấy liền đi ngươi nói là hắn nhân yêu chỉ chỉ sau lưng tên vũ tông cường giả đã mất đi thần thức ánh mắt lộ ra một vẻ chán ghét nói người này ta căn bản không biết xem người ta rất xinh đẹp sẽ sống chết quấn quýt lấy người ta thật sự là chán ghét hắn nhẹ nhàng vung tay lên trên thân tên vũ tông cường giả lập tức bị oanh nổ ra chỉ còn lại hai cái đùi đổ xuống trên đường ta chán ghét con mẹ ngươi hạt châu kia lão tử không muốn Lý Vân Tiêu đáy lòng phát lạnh, quay người đã hóa thành một đạo quang mang bay đi. Cho dù là võ tôn cường giả, hắn cũng có dũng khí chiến một trận. Mặc dù không địch lại, cũng không trở thành chạy trối chết. Nhưng đối mặt với nhân yêu này, cúc hoa của hắn cũng đã phát lạnh, đâu còn để được bao nhiêu dũng khí chiến đấu. Cùng võ tôn bình thường đánh, thua nhiều lắm là vừa chết mà thôi. Đến loại trình độ này như bọn hắn, đã sớm không có khái niệm sinh tử. Nhưng là cùng yêu nhân kia nói chuyện, nếu là thua, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi trước tình huống tên vũ tông cường giả lúc trước cũng có thể thấy được đến sống không bằng chết khạc khạc tiểu đệ đệ còn rất quật cường nha ca ca ta thích lý vân tiêu cuồng phi sau một lúc bên tai còn truyền đến thanh âm của yêu nhân kia lập tức sắc mặt thoáng một phát trở nên trắng bệch chỉ thấy cách đó không xa nhân yêu đang cười hì hì nhìn theo hắn trong ánh mắt lộ vẻ ham muốn hừ nếu ngươi đã muốn tới ta liền mang ngươi đi chơi một chút lý vân tiêu cố nén nội tâm nộ khí cảm giác bị một nhân yêu đùa dỡn là lớn lao nhục nhã hắn hướng phía một phương hướng bay nhanh mà đi đột nhiên nhân ảnh bên cạnh lóe lên nhân yêu tốc độ dĩ nhiên trực tiếp vượt qua hắn đưa hắn chặn đường trên không trung cười lành lạnh nói ta biết rõ ngươi muốn đi đâu chỗ kia thật có mấy gia hỏa khó giải quyết chẳng lẽ ngươi cùng bọn họ là một đám lý vân tiêu trong nội tâm cả kinh địa phương hắn muốn đi đúng là chỗ thiên nhất các cao thủ ẩn giấu Đi linh nhi lại để cho chu tường cẩn thận theo dõi thiên nhất các lúc này mới tra ra được chỗ ẩn thân của đám cao thủ mới tiến vào khinh ca lâm địa đang ở trong thành nam này Lý Vân Tiêu đúng là muốn đem nhân yêu dẫn đi qua, sau đó dẫn phát hỗn loạn, lại để cho yêu nhân kia cùng đám người thiên nhất các kia xung đột, không thể tưởng được lại bị xem thấu. Hơn nữa yêu nhân kia dĩ nhiên cũng biết chỗ kia có dấu cường giả, hắn đến cùng là người nào. Nhân yêu phối hợp nói ra, trong khoảng thời gian này khinh ca lâm địa giống như không quá thái bình, liên tiếp xuất hiện không ít cao thủ. Hắn nhìn chằm chằm vào phía xa, hiếm có lộ ra vẻ mặt ngương trọng, nói, những người kia hẳn là thiên nhất các, chẳng lẽ ngươi là người của thiên nhất các. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói, biết rõ là tốt rồi đợi lát nữa đồng bạn ta đến tất nhiên đem người xé nát